Sáng nay mình ngồi mình làm cái bảng Hunter tier list tiếp. Mình có đây là 25 ngọn Hunter. Tất nhiên là mình sẽ set bảng tier list dựa trên cái phiên bản mới nhất, tức là có nhánh 12 rồi. Rất nhiều Hunter bị đẩy tier xuống sau khi mà cái nhánh 12 nó ra mắt. Mình sẽ xếp từ bậc S, A, B, D. S trước nhá. S tức là mình sẽ xếp những cái Hunter mà nó có cả khả năng truy đuổi, kiểm soát, truy đuổi, kiểm soát, cam ghế một xíu. Nó có nhiều khả năng, chứ khả năng nào nó cũng ở cái mức khá hoặc là từ mạnh trở lên. Máu lẻ cũng là một yếu tố xếp con đấy vào bậc cao hơn. Đầu tiên thì mình sẽ xếp còn Hunter mà bây giờ mình đang thấy là nó ổn định nhất ở trong giải. Ổn định nhất ở trong giải, Galati ở bậc S. Galati không bị ảnh hưởng bởi nhánh 12 nhiều. Và khi cai Galati thì người ta cũng không chủ động người ta cầm nhánh 12. Sau khi con Galati ở S thì nghĩa là Bonbon không được như Galati. Bonbon không được như Galati nên Bonbon không thể ngồi chung S với Galati được. Ngoài Galati với S ra thì mình sẽ đặt thêm một con nữa ở S trường tồn với thời gian, là con Rewitch. Sau khi Galati và Rewitch ở S, mình suy nghĩ những cái tên ngày trước đã từng ở S. Polun được ở S không? Không. Nhánh 12 nó counter Polun quá nhiều. Polun không thể ở S được nữa. Thứ nhất là mình vẫn lấy dữ liệu ở bên giải IVC, chứ không lấy giải ở giải chung, bởi vì về cơ bản là giải chung ở dòng thứ nhất là ở vòng playoff người ta mới được chơi nhánh 12. Thứ hai là nó cũng có ít số trận đấy, nên mình không lấy dữ liệu ở giải chung đấy. Rồi thấy Polun thì được cầm vào cũng nhiều, nên nói là con Polun yếu thì không phải yếu. Hunter thì khó. Hunter nhá, mình đặt Hunter ở BS hay là BD không đồng nghĩa là các bạn đi rank thì các bạn nên cầm con S hơn. Cái chuyện đi rank đơn ấy, cầm con nào cũng lên được rank hết là quan trọng. Mình sẽ cho Polun ở A, người xa ở A, Bonbon ở A. Và làm đưa nó lên S thì không được. A nốt Club. Ừ, Club A nốt. Ma nhện á. Thực ra là Ma nhện nó cũng trong số Hunter đời đầu ấy thì nó là con mạnh nhất. Nó vẫn còn đi được đến meta đến bây giờ. Nhưng mà con Ma nhện nó lại bị một cái là mình chưa thấy nhiều người cầm, nên là chưa thấy đối đầu. Để Ma nhện chắc chắn nó sẽ không để ở S được. Để ở A được không? Work Artist. Work Artist. Nhưng Work Artist nó hơi bị kén map một xíu. Work Artist nó mạnh ở thị trường say ngủ, cái công viên đánh trăng này. Chứ không phải map nào người ta cũng cầm con Work Artist. Đi lỡ tí đã là con Hermit đi. Mình đang hơi phân vân con Hermit ở S hay ở A, tại vì nó chưa được vào giải, chưa biết. A để B. Hay là mình đặt những con nào ở danh D trước nhỉ? Chắc cứ chơi kiểu điểm khuyết đi. Robby á, không đánh giá cao Robby một xíu nào, không đánh giá cao Robby. Robby cầm vào giải không có hiệu quả. Mặc dù là mình thấy con Robby được cầm nhiều, nhiều người luyện con Robby, nhưng mà không thấy Robby có hiệu quả. Để danh D đi. Danh D trước, gọi là danh đáy xã hội. Sơ bồ đặt vào danh D thì dễ, nhưng mà Hunter đặt vào danh D là gây tranh cái. Undead không phải đây là con nào đây nữa nhỉ? Mad Eye. Mad Eye là con gọi là chỉ có player Nhật cầm. Nói nó cùng D với con bên thì cũng Undead không phải, để nó tạm vào C đi. Cùng với An đi, An có thể vào trong giải cầm để hòa này. Con nào cầm vào trong giải để hòa nữa? Con nào cầm vào trong giải có thể cầm để hòa nữa? Nihat. Tuộc. Con Anto, con Robby trong giải hơi đuổi. Hơi ai đuổi. Quý bà đỏ anh bảo hoàn hảo lắm mà sao không nên đổ S á? Người ta cũng không ưu tiên với con quý bà đỏ ngay từ đầu ấy. Quý bà đỏ sau khi một loạt sơ mới nó ra mắt thì con Madame là phải lựa survival chơi con gì với pick. Madame lên S thì hơi quá. Rồi bé B ở B được. Robby B stand for B. Nhưng mà Robby nếu mà đặt ở B mình sẽ đặt không đặt ở đầu B đâu, nó phải gần cuối B. Mà Robby còn ok hơn con Anto. Nhện B hay nhện A? Đây là thắc mắc đang không biết là nhện B hay là nhện A. Đặt nhện chung với cả cái đống này được không? Gây xa giải chung cầm nhiều lắm con gây xa nhá. Mặc dù nó không có khả năng kiểm soát, nhưng mà nó bù lại tốc độ bắt người.
Thì các bạn bạn không cần phải có nhiều tác dụng kiểm soát cam ghế ấy. Nếu mà mình bắt người đủ nhanh thì sẽ giải quyết được nhiều vấn đề kia thôi. Ừ, mình không đánh giá cao con rách. Rách giờ cũng ao rồi. Cho rách vào D đi. Tôi xếp vào D nốt đi. Còn u tra vào D nốt đi. Đây là những con là dễ bị khắc chế, dễ bị cai bởi tất cả các survival. Nightmare vào D nốt đi. Thật lằn vào D nốt đi. Leo bên hề. Con bên thì thấy mạnh hơn hai con leo con hề nha. Con bên thì mạnh hơn nha. Thực ra đặt con bên không thể dám đặt con bên sau con Luchi được. Đáy xã hội. Nó xuống đáy xã hội. Hách xuống đây nốt. Bên ở trên này. Nó mới trở lên à. Hay thì chào em Hùng. Tất nhiên cái chia này xếp cái chia này xếp theo mobile không xếp theo PC. Con Joker mình hơi ngần ngại tại vì Joker nó bị ít người chơi quá, ít người chơi con Joker quá, mình không đánh giá cao con Joker này khi mà đuổi người. Bonbon khó cai hơn Gala, Bonbon khó cai hơn Gala, nhưng mà Bonbon khi mà lên ghế rồi không kiểm soát được máy. Bonbon cũng bị ảnh hưởng bởi nhánh 12 nhiều hơn Gala. Và bọn người ta hay bị sơi bổ hiến. Sẽ có sự thay đổi điều chỉnh nào nhỉ? Đầu tiên nói về tầm D nhá. D là những con Hunter mà dễ cai. Bộ skill gọi là con nào cũng có thể cai được. Không phải quan trọng bạn phải cầm đúng khắc chế mới cai được. D này thì chúng nó cũng ra gì, nhưng mà về cơ bản là cầm con nào cũng cai được. Nhưng mà nó sẽ có sự ảnh hưởng đến đồng đội nhiều. Scopper với Dimwitch. Tại vì Dimwitch ngày xưa thì mạnh, chứ bây giờ một là nhánh 12 skip được chó, hai là survival nó càng ngày càng ra nhiều con để có thể là chơi được với cả con hầu của Dimwitch. Nhưng mà nó vẫn ở S. Undead đâu dễ cai đâu mà. Ê, không nghĩ là nó, ai không nghĩ là con Undead bắt người nhanh hơn Gaysa. Undead bắt người không nhanh bằng Gaysa. Undead chắc cuối cái danh này. Xong rồi ai đầu cái danh này? Leo đầu cái danh này. Rách với cả thằn lằn thì cho thằn lằn vẫn hơn rách. Còn cái danh C này cho con nào đứng đầu? Danh C này mát ai này. Bên hay Anto, bộ skill của Anto nó vẫn hợp thời hơn là con bên. Cuối cái danh C này chắc là cho Wu Chang. Con Joker với con Wu Chang nhá, mọi người thấy kiểu con Wu Chang trong giải chung ông Đông Huyền ông cầm con Wu Chang. Còn Joker mỗi CSZ. Gần đây mấy ông Nhật chơi Dimwitch Blink á. Dimwitch Blink đó giờ Nhật vẫn chơi. Các khu vực khác thì toàn chơi Dimwitch thả chó. Còn danh B chắc đứng đầu là An, khả năng đánh hòa rất là chắc. Ruby thấy cầm vào giải nhiều nhưng mà không hiệu quả. Cái hút lửa của Ruby quá là khó để trúng. Áp yếu là nhân vật có kỹ năng gây sát thương từ ngay từ đầu, nhưng cái hút lửa quá khó. Mình đánh giá con Madame cao hơn con Gaysa. Cloak với Gaysa. Cao con Cloak hơn. Walk Artist có đứng đầu cái chỗ A này không? Đứng đầu ra nhà luôn đi. Ruby xuống hạng đi nhá. Anh không đánh giá cao Ruby nhưng mà ở trong giải vẫn có một số lượng người cầm nhiều. Thắng thì nó không thắng. Nên là một phần nó bị ảnh hưởng bởi việc mà người ta pick con Ruby nhiều nữa. Còn Wattis này cũng không bị ảnh hưởng bởi nhánh 12 nhiều. Cách chơi Wattis bây giờ, một là người ta full lên trăm sát, hai là người ta full lên 96 sát người ta đánh. Hermit là cuối A, Hermit đang chưa được vào giải, không dám xếp nó cao hay thấp cả. Dimwitch sao lên được S anh nhỉ á? Anh thấy con Dimwitch vẫn là con... mặc dù là chó rất là yếu ấy,
nhưng người ta vẫn dùng, người ta giết bốn uy tín được, nó tùy theo người chơi. Gần như nhá, cái danh S là người ta cầm vào, người ta sẽ cầm vào để người ta muốn một trận thắng. Danh A cũng vậy, danh A người ta cầm vào, một là map thuận lợi, hai là những con ở ở phần S nó bị ban rồi, người ta sẽ pick những con ở A. Những con B là cầm vào là sẽ chắc chắc một trận hòa, những con ở phần B ấy cầm vào sẽ rất chắc một trận hòa. Những con C thì nó là những ông one charm đi, tù mò, cầm vào thấy cửa thua nhiều hơn là cửa thắng. Còn D thôi, các xác định dù ông có BS đi nữa cầm mấy con D vào cũng toang. BS ông mấy ông có 15.000 điểm đi nữa mà cầm vào giải mấy con ở ở cái tia D này cầm vào cũng toang hết. Kiểu mình nên xét theo một cái chiều hướng là không phải bởi vì nhiều người người ta chơi con này kém nên xếp nó ở bậc dưới được ấy. Ê, hey, từ từ nha. Con Robby tôi nghĩ nó là à. Mà con ông cho con Risa xuống đi. Con Robby, Ông ghê. tôi thấy con Robby nó trong Đúng giải riêng luôn. nó rất là đuổi. À nhưng mà ấy ơi, ông tôi nghĩ là ông nên cho con Nightmare xuống dưới. Cũng hợp lý. Nó không đẩy mà Đấy. là nó Đúng Tôi rồi, có hợp lý, tôi Nightmare có đấy. Tôi từng gặp Nightmare BDS nhiều lần rồi nên là tôi biết nó đáy vào rồi. Không phải, nhưng Thermit, mà Thermit là một cái con mà bây giờ vào trong giải xác định luôn 100% là con Thermit sẽ phải mất đâu đó khoảng tầm 3 phút để bắt được người đầu tiên. nhầm Nói thẳng luôn, nó mà bạn cầm đang Blink thì ông nhầm đừng có chuyện 3 phút. Nó cầm Blink thì làm sao bằng được cái teamwork của bên Survivor? Bây giờ ông ông ạ. cứ nghĩ bây giờ Thermit ông nó cứ có nghĩ trong đầu, bây giờ ông cứ nghĩ trong đầu là ít nhất mình phải mất đâu đó khoảng tầm đến 3 hit mình mới 3 hit, đạt được người đầu tiên. hit đầu tiên Thì thì bây rất giờ là dễ, hit đầu tiên là lấy điện, ông hit thứ hai quan trọng gì Blink. nó đã lấy điện. Ông ạ, có Không những lại thằng Thermit nó nối chơi 5 kiểu máy này đi làm này, sao mà không lấy điện được. các bạn Có những thằng Thermit nó chơi kiểu này này. các bạn cãi với Caster Ok. Caster tại sao lại không được cãi nhở? Ông tôi chưa Pro trách ông cái vụ nhá, từ từ để tôi nói, tôi chưa trách ông cái vụ Giờ, cái bây chỗ giờ highlight của tôi bảo tôi cái là pro player con tuộc đấy, con tuộc là có TF đấy, được chưa? Đánh đang đánh giá win rate theo như win rate của Hunter không ạ? Con Nó Hermit con đẹp nhất chỉ là A chứ không đến F. không biết là con Madame bởi vì cái lý do gì mà con Madame càng càng thấy nó khỏe. Bon thì nó hiến, còn con Madame thì không thể hiến được với nó, thế thôi. Có Nó bon cứu dạo con này tôi ta. chơi nó bị đù ấy không? Con Gaisa đang chênh vênh giữa A và B. Con hơ để con Clerc nó chênh vênh giữa A và Thế nên là tôi không để A trừ hay A cộng, nhờ mọi người có thể thấy là cái vị trí đặt ấy gây sao nó gần cuối bảng A ấy. Con tuộc hạng B tôi không đồng ý nha, con tuộc có hạng thể cho C. À thế à? Thế à? Không, không không không, con tuộc nó là một con mà chắc double down ấy, cho nên Nghĩ, tôi nói thật đấy, ông thì tôi nghĩ là ông nên cho ông đi ra xuống. Có con ai phản gây đối không? xa, con gây xa do cái flywheel Để mà gây xa xuống B thôi, để cuối A thôi. để cuối ai Tôi nghĩ không phải vậy. Vẫn Mara thì tia C dù liếm cả trong cái nước á. Mara tia C bởi vì đến cả trong giải mình xem một main Mara thật sự người ta chơi á, cũng chỉ tốt nhất là lấy được một trận đồng ý, đồng ý, đồng ý, rất đồng ý. đồng ý. Đấy. Người ta chơi có tốt đến mấy thì nhiều nhất người ta vẫn chỉ là một trận hòa với một team Survivor, có thể nói là không có kinh nghiệm để đối đầu với con Mara ấy. Để Còn counter con con chơi Mara phải nó rất là dễ. Đến vào ngày 25 sự lựa là chọn mù vòng quáng đấy à. group. Mà đặt con gây xa thì tôi lại muốn đặt con gây xa thấp hơn cả Wack Artist. Mình thì có lịch IVS rồi nhưng mình Thì không nó được kém nói. luôn đi thật, mà kém cả Lam nữa. Mà tôi Ê, sợ con Nayat nó là một cái con bây giờ mind game thật sự phải gọi là đỉnh của đỉnh ấy. Bây giờ mấy ông chơi Nayat mấy ông rút giáo mà rút ở đằng sau tường ấy, là Survivor không biết được. Năm ra flywheel toàn trượt. Ê, Cả mẹ là ông cho con Gala không biết TS sau này em con nghĩ bò tầm A cộng được chữ S là hơi đó. quá. À không, lý do tại sao con Gala TS là bởi vì nó có thể gây đam lẻ là cái thứ nhất, và thứ hai là nó có thể cam máy khác khi mà nó đang cam ghế. Đó là hai, đó là Cam riêng hai máy cái đó là hai cái mà khiến cho con đóng Gala cọc nó ở rank cao đấy. nó trên con bon bon một xíu. Bây giờ đăng cái tier list phải thêm cái chữ quan điểm cá nhân của mình Không, nhưng mà tất nhiên phải 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 viết là quan điểm của ai cũng là quan điểm cá nhân cả, nhưng mà phải các bạn thích nói thì lấy là việc các bạn chứ không được cấm người ta nói. ghi chữ quan điểm cá nhân đã có tham khảo của caster và những người khác. Ai à, nghe Đấy, uy tín đúng ghê à. rồi.